Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến hai cái thuật ngữ, đó là thyrotoxicosis và hyperthyroidism. Thì muốn nhắc lại là một bệnh nhân có cường giáp thì chắc chắn có nhiễm độc giáp, và một bệnh nhân có nhiễm độc giáp thì chưa chắc có cường giáp. Nói như vậy có nghĩa là nhiễm độc giáp chúng ta sẽ chia làm hai nhánh, nhánh do tuyến giáp và nhánh không do tuyến giáp. Và cái nhánh do tuyến giáp là cái nhánh phổ biến hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết định nghĩa nhiễm độc giáp. Được định nghĩa là cái tình trạng quá mức hormone tuyến giáp trong máu, nó không có đồng nghĩa với hyperthyroidism. Cường giáp là do cường chức năng của tuyến giáp. Tuy nhiên thì cái nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân chính mà dẫn đến nhiễm độc giáp là do cường giáp, và có ba nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cường giáp, đó là bệnh Rabe hay là bệnh Basedow, thứ hai nó là toxic multinodular goiter, và thứ ba nó là do toxic adenoma. Thì ba nguyên nhân này là chủ yếu dẫn đến cường giáp, và chính vì cái lý do này cho nên hai cái thuật ngữ thyrotoxicosis và hyperthyroidism, nhiễm độc giáp và cường giáp, nó được thay thế cho nhau, được sử dụng thay thế cho nhau. Và chúng ta sẽ soạn lại nhiễm độc giáp và cường giáp theo ABC. Vậy thì A, etiology. Thứ nhất phải kể đến đó là bệnh Rabe theo tiếng Anh và bệnh Basedow theo tiếng Pháp. Thứ hai đó là toxic multinodular goiter, và thứ ba đó là do toxic adenoma, và thứ tư đó là do một cái mô nào đó nằm ngoài tuyến giáp, nó tự tiết ra, nó tự sản xuất ra T3, T4 luôn. Và thứ năm do yếu tố bên ngoài cơ thể, chẳng hạn như là do quá mức cái lượng iốt, hoặc là do sử dụng thuốc bổ sung hormone tuyến giáp quá liều, hoặc có thể kể đến một số nguyên nhân đặc biệt hơn, đó là viêm, cái viêm tuyến giáp bán cấp, hoặc ở những phụ nữ sau mang thai, hoặc ở những bệnh nhân bị bệnh lao. Và chúng ta đến với cái phần B, đó là pathogenesis, là bản chất của cái tổn thương. Ở đây đó là do quá mức cái nồng độ của T3, T4 trong máu. Và phần C đó là pathophysiology, sinh lý bệnh. Thì hầu hết các bất thường về nội tiết phổ biến nhất đó là rối loạn cái hóc môn tuyến giáp. Và các triệu chứng cơ năng và triệu chứng thực thể được biểu hiện là do cái nồng độ hóc môn tuyến giáp nó tăng cao quá mức. Và cái điều này chúng ta có thể dự đoán được thông qua các hoạt động sinh lý cơ bản hàng ngày của hóc môn tuyến giáp. Cho nên là khi mà rối loạn hóc môn tuyến giáp, nó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển cũng như là chức năng hệ thần kinh trung ương, các sự tạo ra nhiệt, cũng như là các chuyển hóa cơ bản, các chuyển hóa liên quan đến dinh dưỡng, đặc biệt là ảnh hưởng đến hệ tim mạch. Và như vậy thì cái nguyên nhân của nguyên nhân dẫn đến cường giáp, nhiễm độc giáp theo sinh lý bệnh, chúng ta chia làm ba nhóm nguyên nhân. Nguyên nhân là do nguyên nhân nguyên phát là do bản thân cái tuyến giáp nó bị bệnh, bao gồm bệnh Rabe hay là bệnh Basedow. Thứ hai là toxic multinodular goiter, và số ba nó là toxic adenoma. Còn cái nguyên nhân thứ phát hay còn gọi là nguyên nhân trung ương là do tuyến yên, là do vùng hạ đồi. Tuyến yên thì thường là u tuyến yên nó tự tiết ra TSH, và nguyên nhân này thì nó ít phổ biến hơn. Và cái nhóm nguyên nhân thứ ba đó là nhiễm độc giáp nhưng mà không có cường giáp, nó bao gồm như là một cái mô nào đó nằm ngoài tuyến giáp, nó tự sản xuất cái hormone hoặc do sử dụng thuốc quá liều, thuốc mà bổ sung tuyến giáp quá liều. Và chúng ta thấy thì mỗi cái nguyên nhân, mỗi cái tình trạng trên nó liên quan đến cái hình ảnh lâm sàng cũng như là cái sinh lý bệnh đặc biệt. Tuy nhiên tất cả các dạng trên đều có chung một số triệu chứng đặc trưng của nhiễm độc giáp. Và đây là ba cái bảng liệt kê đầy đủ các nguyên nhân theo ba nhóm mà chúng ta vừa trình bày ở trên. Nhưng trong phạm vi bài này thì chúng ta chỉ bàn đến ba bệnh thôi, ba nguyên nhân thôi, đó là bệnh Rabe, thứ hai đó là toxic multinodular goiter, và thứ ba đó là toxic adenoma. Thì chúng ta sẽ được trình bày ở phần tiếp theo. Thì các triệu chứng đó, vì sự quá mức của T3, T4 trong máu, nó sẽ biểu hiện ra các triệu chứng cơ năng cũng như là các triệu chứng thực thể như sau. Các triệu chứng cơ năng là cái mà bệnh nhân khai với chúng ta, đó là sao dạo này cảm thấy tăng động, dễ nổi nóng, dễ nổi nóng, dùng cái từ ngữ là khó ở, đổ nhiều mồ hôi, bứt rứt trong mình, hồi hộp, đánh chống ngực, rồi cảm thấy mệt mỏi, sụt cân nhanh, mà trong sụt cân nhưng mà ăn vẫn ngon nha, tiêu chảy,
tiểu nhiệt đa niệu đó. Rồi ở nữ thì có thể rối loạn kinh nguyệt và thiểu kinh, hoặc là giảm ham muốn tình dục ở nam và nữ luôn. Còn cái triệu chứng thực thể, cái mà ta khám được đó là nhịp tim nhanh nè, rung nhĩ ở những bệnh nhân già nè, rung tay ở đầu ngón, ở đầu chi, biên độ thấp, có goiter, da nóng ẩm, yếu cơ, teo cơ và co thắt các cơ ở vùng mi mắt, đặc biệt là xuất hiện nữ hóa tuyến vú ở ở nam. Còn hai cái triệu chứng phù niêm tuyến xương chày, lòi mắt là hai cái triệu chứng đặc biệt của bệnh Graves mà chúng ta sẽ được đề cập ở cái phần tiếp theo. Thì đây là ba cái hình ảnh của ba cái nguyên nhân dẫn đến cường giáp, chủ yếu dẫn đến cường giáp. Thứ nhất đó là bệnh Graves, thì chúng ta thấy đó, yếu tố miễn dịch IgG nó tự gắn vào nó receptor của TH luôn, và nó gắn vào như vậy nó đóng vai trò như là TH và nó bắt tiến giáp phải hoạt động. Và thứ hai đó là nặng của nó deal là goiter, và thứ ba đó là adenoma. Thì cái hai cái ba là bản thân đó, mấy anh này là tự sản xuất ra T3 T4 luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đi vào cái nguyên nhân phổ biến đầu tiên, đó là bệnh Graves. Thì bệnh Graves là theo tiếng Anh, còn Basedow là theo tiếng Pháp. Và với sự thống trị của thực dân Pháp 100 năm ở Việt Nam thì chúng ta đã quen sử dụng từ Basedow hơn là cái từ Graves. Vậy thì cái bệnh đây là cái nguyên nhân chiếm tới 80% dẫn của cường giáp, và thường xảy ra ở nữ nhiều hơn nam. Cái tiếp theo muốn nói đến đó là bệnh Gray hay là bệnh Basedow á, nó và cường giáp nó không đồng nghĩa với nhau. Tức nghĩa là một số bệnh nhân với cái bệnh lý Basedow có lòi mắt nhưng không có cường giáp. Nói tới đây thì chúng ta phải rút ra được cái điều là nói cường giáp gọi cường giáp còn được gọi là Basedow hay là bệnh lý Graves là sai. Vì sao? Vì sao sai? Tại vì Basedow hay là bệnh lý Graves chỉ là một trong những nguyên nhân của cường giáp thôi. Tức nghĩa là bệnh Basedow là Basedow, cường giáp là cường giáp, nhưng mà Basedow thì dẫn đến cường giáp chứ không phải cường giáp gọi là Basedow. Thì đây là một cái đó, đây là một cái đây là một bệnh tự miễn, nó là kết quả của một dạng quá mẫn tiếp 2. Và các cái kháng thể tự miễn này nó kích thích tuyến giáp, nó kích thích tuyến giáp bằng cách nó gắn trực tiếp vào cái thụ thể của TH. Và tên của cái yếu tố miễn dịch này là TSI. Thì chính cái anh này, cái TSI này nó làm cho xuất hiện hai cái triệu chứng điển hình ở những bệnh nhân bị Basedow hay là bệnh Graves, đó là lòi mắt và phù niêm trước xương chày. Và muốn nhấn mạnh chỗ này là chỉ có ở những bệnh nhân bị bệnh Graves hay là bệnh Basedow mới có lòi mắt và phù niêm trước xương chày, và kết hợp với Basedow là chiếm 80% nguyên nhân của cường giáp, thì chúng ta gom nó vào một cách tương đối là tam chứng của bệnh Gray. Đó là thứ nhất, cường giáp thì các nguyên nhân ở các triệu chứng của cường giáp đã kể ở phía trên. Cái thứ hai đó là lòi mắt, cái thứ ba đó là phù niêm trước xương chày. Đây là hình ảnh của những bệnh goiter, diffuse goiter ở những bệnh nhân bị Graves. Và đây là hình ảnh lòi mắt cũng như là hình ảnh phù niêm trước xương chày. Phù niêm trước xương chày là phù cứng nha, ấn không lõm, phù cứng ấn không lõm và có màu đỏ. Và chúng ta sẽ bàn về cái bệnh lý mắt ở những bệnh nhân bị Graves hay là bị Basedow. Thì ở những bệnh nhân này á, là do cái yếu tố miễn dịch, khi mà ở những bệnh nhân bị bệnh Graves thì do yếu tố miễn dịch nó tấn công vào các mô ở phía sau ổ mắt á, nó làm xuất hiện các triệu chứng thực thể ở con mắt như là lòi mắt nè, như là
phù các mô xung quanh của ổ mắt và nó tiến triển từ nhẹ cho đến trung bình và đến rất nặng. Và yếu tố hút thuốc được chứng minh là nó ảnh hưởng đến nó làm tăng nguy cơ đến sự xuất hiện cũng như sự trầm trọng thêm bệnh lý mắt ở những bệnh nhân bị bệnh Graves. Và phương pháp điều trị dùng iốt phóng xạ cho những bệnh nhân bị bệnh cường giáp cũng làm tăng cái nguy cơ xuất hiện cũng như trầm trọng thêm bệnh lý mắt hơn là sử dụng phương pháp là cắt bán phần tuyến giáp hoặc là dùng các thuốc kháng giáp. Mặc dù chúng ta điều trị giảm cường giáp nhưng mà nó chỉ giảm co thắt các cơ mi mắt thôi, còn tình trạng mà về lồi mắt, bệnh lý của mắt ở những bệnh nhân basodo này sẽ không cải thiện. Và đây là cái cơ chế dẫn đến, chúng ta sẽ nói về cái cơ chế dẫn đến mắt lồi và phù niêm trước xương chày. Đầu tiên thì cơ chế dẫn đến mắt lồi đó là hoạt động của các tế bào lympho T nó đi vào, nó tấn công các mô ở phía sau ổ mắt làm tăng cái keratin lên và tăng và khiến cho cái nguyên bào sợi tăng bài tiết ra hydrophilic và nó làm cho sưng nề cơ, viêm cơ cũng như là tăng số lượng mỡ ở phía sau ổ mắt dẫn đến đó là lồi mắt. Còn cái nguyên nhân còn cái cơ chế mà dẫn đến phù niêm trước xương chày là do cái lympho T nó kích thích sản xuất quá mức cái lượng axit hyaluronic và sự quá mức này hyaluronic này nó lắng động ở cái lớp thượng bì cũng như là các mô ở dưới da và chúng ta thấy được hình ảnh là phù niêm trước xương chày và phù cứng màu đỏ. Đó. Và chúng ta sẽ có cái bảng phân độ về độ lồi của mắt thì có 6 độ. Độ 0 là hoàn toàn không có lồi mắt cũng như không có các triệu chứng về ở mắt. Độ 1 là có co cơ mi mắt. Độ 2 là bắt đầu tổn thương các mô mềm mà chẳng hạn như là phù nề các mô ngoài ổ mắt. Độ 3 đó là lồi mắt lớn hơn 22 mm. Độ 4 đó là tổn thương các cơ vận nhãn, lúc này là bắt đầu có triệu chứng là nhìn đôi. Và độ 5 là tổn thương giác mạc và độ 6 là mất luôn thị lực, tức này là tổn thương luôn dây thần kinh thị giác. Đây là 6 độ của 6 độ lồi của bệnh lý mắt ở những bệnh nhân bị basodo. Đây là hình ảnh phù nề rất nặng ở các mô ở quanh ổ mắt, bên ngoài ổ mắt. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến toxic multinodular goiter và toxic adenoma. Đây là hình ảnh của nó. Thì bản thân những anh này nó tự sản xuất ra T3, T4 luôn. Cho nên là khi mà nó sản xuất quá mức thì nó dẫn đến cường giáp. Đó. Nó khác với cái bệnh Brave hay là bệnh Basodo, nó không có hiện diện của yếu tố miễn dịch trong trong đây. Và nếu chỉ có một nốt thôi thì ta gọi nó là toxic adenoma. Và nó cũng biểu hiện các triệu chứng của cường giáp nhưng mà với sự mà phát triển các triệu chứng nó chậm và đặc biệt là nó không có sự hiện diện của lồi mắt và phù niêm trước xương chày. Đây, nó có triệu chứng cơ năng và triệu chứng thực thể giống như những triệu chứng về cường giáp mà ta đã kể ở phần trên. Nhưng nhớ 4 nô, nhất là không có lồi mắt, thứ hai là không có tay dù trống, thứ ba là không có phù niêm trước xương chày và thứ tư là cái triệu chứng mà sụt cân cũng như là yếu cơ là không thể hiện rõ, không rõ. Và đây là cái sơ đồ để chẩn đoán nhiễm độc giáp, cường giáp mà chúng ta có thể tham khảo thêm. Đây là hai sơ đồ
Còn nói về điều trị thì đầu tiên là dùng thuốc. Thuốc đầu tiên đó là beta blocker để giảm nhịp tim. Đó, chúng ta kiểm soát nhanh các triệu chứng cơ năng của nó. Thuốc đầu tiên mà được chọn đó là propranolol. Propranolol nó được cái liều mà khởi động của nó là 20 đến 40 mg trong mỗi 8 giờ, và cái liều maximum của nó luôn đó là 240 mg. Đó. Ngoài ra thì cũng có thể là dùng metoprolol hay là atenolol. Còn đối với những bệnh nhân mà bị suy tim á, thì chúng ta phải dùng beta blocker có thời gian tác động ngắn, đó là esmolol. Cái thuốc và thuốc thứ hai đó là thuốc kháng giáp, Theonamis. Thì cái thuốc kháng giáp này là nó ức chế tổng hợp nên hormone tuyến giáp bằng cách cạnh tranh với sự hấp thu iốt, cũng như là ức chế sự gắn iốt với tyrosine. Đó, tức nghĩa là lúc này là cái thuốc kháng giáp đó, nó không cho cái việc tổng hợp ra hormone tuyến giáp mới. Và sử dụng thuốc kháng giáp trước khi chúng ta sử dụng thuốc kháng giáp trước khi các liệu pháp điều trị tận gốc. Và có hai dẫn xuất của Theonamis, đó là methimazole và Propionate Brazil, và ký hiệu là PBU đó. Vậy thì còn đối với những bệnh nhân mà toxic multinodular goiter thì chúng ta sử dụng thuốc kháng giáp để cho cái chức năng của tuyến giáp trở lại mức bình thường, rồi mới các liệu pháp điều trị tận tận gốc. Còn đối với những bệnh nhân bị basodo hay là bệnh Graves thì chúng ta dùng thuốc kháng giáp từ 6 đến 24 tháng. Và những bệnh nhân mà đáp ứng tốt với thuốc đó là chúng ta sẽ thấy được cái các hình ảnh, các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân sẽ giảm, cũng như là các xét nghiệm về hormone cũng giảm, tuyến giáp bắt đầu nhỏ và giảm các sự tiến triển về bệnh lý mắt ở những bệnh nhân này. Và tuy nhiên thì chúng ta phải đối với những bệnh nhân mà sử dụng thuốc kháng giáp á, chúng ta phải test hormone từ 3 đến 12 tuần một lần để chúng ta chỉnh liệu lại cho phù hợp, để tránh cái trường hợp là suy giáp cho thầy thuốc. Và đặc biệt chú ý hơn là khi mà dùng thuốc kháng giáp, nó có hai cái tác dụng phụ mà cần phải lưu tâm đến là giảm bạch cầu hạt, giảm cái bạch cầu hạt và dẫn đến viêm gan. Tức nghĩa là khi mà xuất hiện các cái triệu chứng như là sốt, vàng da nè, viêm họng nè, đau hạ sườn phải là phải ngưng thuốc. Dẫn xuất thứ nhất đó là methimazole, theo Mỹ, còn theo Anh thì nó gọi là capimazole. Thì methimazole nó chỉ dùng một liều duy nhất trong ngày, vì nó tác dụng, thời gian tác dụng của nó dài và nó tập trung bên trong tuyến giáp cao, hiệu quả cao. Và đây là cái thuốc methimazole, nó là cái thuốc đầu tiên được sử dụng để điều trị cường giáp cho trẻ em và người lớn, bao gồm cả cái người phụ nữ mang thai mà trong sau cái tam cá nguyệt đầu tiên. Và cái liều khởi động của nó là từ 10 đến 30 mg và tối đa là 90 mg mỗi ngày. Còn BBU đó là nó tác dụng của nó là ức chế bên ngoài tuyến giáp, tức nghĩa là ức chế sự chuyển T3 T4 thành T4 thành T3 đó, cho nên và nó được sử dụng trong những bệnh nhân mà xuất hiện cơn bão giáp đó. Và nó được khuyên dùng cho những nó được chọn cho những bệnh nhân mà phụ nữ mang thai trong cái tam cá nguyệt đầu tiên. Và cái nguy cơ đó, nguy cơ sử dụng BBU dẫn đến viêm gan hoặc là nhiễm độc gan là rất cao, cho nên chúng ta phải chú ý các triệu chứng như là vàng da, đau ngoài sườn phải, sốt. Thì có triệu chứng đó chúng ta phải ngừng thuốc liền, và cái liều bắt đầu khởi đầu của nó là 50 đến 200 mg trong mỗi 6 đến 8 giờ, vì nó thời gian tác dụng của nó là ngắn, cho nên chúng ta phải lặp lại. Và cái điều điều trị bằng cái phương pháp đó là iốt phóng xạ, iốt đồng vị 131, thông qua cái việc mà hấp thu cũng như là tập
trung iốt bên trong tế bào tuyến giáp, cho nên nó cho phép chúng ta sử dụng iốt phóng xạ để điều trị cái cường giáp. Và khi mà nó tập trung bên trong tuyến giáp á, sau khi mà uống iốt đồng vị 131 thì nó vô tuyến giáp, nó sẽ phá hủy, nó tiêu hủy, nó gọi là nó phá hủy cái tế bào của tuyến giáp và nó kiểm soát được cái cường giáp, và thường sử dụng từ trong vòng từ 1 đến 2 tháng. Và sau hầu hết là bắt đầu bị suy giáp sau khi điều trị bằng iốt phóng xạ, và chống chỉ định đối với những bệnh nhân mang thai cũng như là cho con bú. Và đây là ngoài cái việc mà điều trị iốt phóng xạ, dùng iốt phóng xạ, ngoài cái việc điều trị ra nó còn giúp việc chẩn đoán nguyên nhân và cho bệnh nhân uống thuốc, thì xong thì chúng ta dùng cái máy quét quét để xem cái độ tập trung của iốt tăng hay giảm. Nếu tăng là do viêm, nếu là giảm thì do viêm tuyến giáp, có thể là sau viêm tuyến giáp ở phụ nữ là sau khi mang thai, viêm do cái viêm tuyến giáp bán cấp, hoặc là do một cái do bên ngoài cơ thể, do mình hóc môn tuyến giáp bên ngoài cơ thể cho chúng ta quá liều. Nếu mà tăng hoặc là bình thường thì nghĩ đến là cái độ hấp thu tăng lên hoặc bình thường, thì có nghĩ đến là bệnh Grave hay là toxic multinodulator hay là toxic adenoma. Tiếp theo đó là phẫu thuật, thì phẫu thuật đối với những bệnh nhân phẫu thuật thì còn vai trò nó còn giới hạn. Ở Mỹ thì không khuyến cáo phẫu thuật đối với những bệnh nhân bị basodo, và nó thực sự có ý nghĩa đối với những phụ nữ mang thai và chống chỉ định các cái điều trị kể trên, cũng như là nó ý nghĩa trong việc là ung thư tuyến giáp mà ác tính. Và thứ tư cuối cùng đó là có thể sử dụng cái iốt vô cơ để ngăn ngừa sự giải phóng của phóng thích ra của hormone T3 T4. Và tiếp theo đó là cơn bão giáp, mình nói đến cơn bão giáp thyroid storm là cái tình trạng hiếm gặp của tuyến giáp, nhưng mà khi mà nó xuất hiện là một tình trạng siêu cấp cứu của trạng thái nhiễm độc giáp. Nó biểu hiện các triệu chứng nặng nề của nhiễm độc giáp và nó đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân nếu không điều trị, và có thể dẫn đến chết nếu không điều trị trong vòng 48 giờ. Nó là một tình trạng mà nó phát triển một cách tự nhiên, bao gồm như là một cái viêm, một cái nhiễm trùng nào đó, một cái tình trạng rối loạn hay là trạng bệnh lý về tim phổi, hay là do chấn thương, hay là do phẫu thuật, đặc biệt là phẫu thuật tuyến giáp, hoặc do biến chứng sau khi biến chứng sau sanh, hoặc các biến chứng lọc máu, đặc biệt là sự bị stress lâu ngày thì cũng dẫn đến cơn bão giáp. Mà cái nguyên nhân mà phổ biến thường xảy ra ở đó là ở những bệnh nhân không được chẩn đoán và điều trị không liên tục bệnh basodo, bệnh Rave, thì đó là nguyên nhân dẫn đến cơn bão giáp. Vậy thì hình ảnh của cơn bão giáp là bệnh nhân đang ngồi bình thường, bỗng tự nhiên cái bắt đầu sốt dữ dội lên, sốt nhiệt độ hơn 40 độ C, bắt đầu kích động, bắt đầu mê sản, bắt đầu tê tiêu chảy không cần được, và nhịp tim rất nhanh, 140 tăng lên 140 đến 150 lần. Và nguyên nhân cái nhịp tim nhanh là cái nguyên nhân dẫn đến chết, và nặng hơn có thể là hôn mê. Thì chúng ta điều trị ở những bệnh nhân nhiễm độc giáp, ở những bệnh nhân mà có cơn bão giáp, đó là chúng ta nhớ đến 4 B. B đầu tiên là Robanolol, là beta blocker đó. B thứ hai là BBU. B thứ ba là Brexinolol corticoid đó. Và B cuối cùng đó là potassium iodine, tức nghĩa là iốt hữu cơ, iốt vô cơ đó. Và như vậy thì chúng ta xong được cái phần hai cái thuật ngữ hyperthyroidism và thyrotoxicosis.